Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình đang có mặt ở trường chuyên Nguyễn Tất Thành. Ở đây đang diễn ra cái hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập trường chuyên. Đi ở sân trường thì có học sinh đang tổ chức các cái gian trại. Thì đặc biệt là có một cái gian trại duy nhất này đang thể hiện cái không gian Tây Bắc rất là ấn tượng. Và mình sẽ vào đây để mình quay cho các bạn xem nhá. Chào các em. Em có thể giới thiệu một chút về cái không gian trại của mình không nhỉ? Hòa chung vào trong không khí kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường chuyên thì gian trại của em đang nói về cái không gian văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là không gian văn hóa nghệ thuật của các dân tộc Tây Bắc. Thì ở đây bọn em là trình ra những cái vật dụng cũng như là các cái dụng cụ âm nhạc truyền thống của dân tộc, thì mình nói là dân tộc ở bên này có những điểm nhấn thêm, đó là những trang phục của các dân tộc Tây Bắc như là dân tộc Thái, Dao, vân vân ạ. Cây tre thì là một biểu tượng của nguồn cốt người Việt, bởi vậy mà mọi dân tộc thì luôn sử dụng cây tre cả trong những đồ dùng gần gũi nhất cũng như là những vật dụng như là nhạc cụ vân vân. Thì ở đây chúng em có sự giao lưu kết hợp giữa các dân tộc, đó là chỉ dân tộc những người dân Tây Bắc sử dụng chất liệu tre, mà những người dân ở Tây Nguyên cũng sử dụng tre để làm những nhạc cụ, và đặc biệt thể hiện sự sáng tạo đây đó chính là chiếc đàn tơ rưng. Mình có thể đánh một đoạn để cho thấy là cái âm nhạc rất là đặc biệt của chiếc đàn này. Rất hay các bạn ạ. Âm thanh Tây Nguyên vang giữa núi rừng Tây Bắc này. Phần tiếp theo em ơi. Bọn em có những cái vật dụng và những cái công việc hàng ngày của người dân, ví dụ như ở đây là bếp cơm nấu. Chúng ta cũng liên tưởng tới trong văn học bọn em chúng ta liên tưởng tới câu Mị đúng không ạ? Ngồi bên bếp lửa. Rồi đây là những cái vật dụng để nấu cơm hay là để lên cơm hàng ngày. Và cùng với đó thì bên chúng em có một gian giải trí, đó chính là gian xem bói, để giúp mà các bạn có cái phần này giải trí cũng như là hiểu thêm về một cái nét phong tục, một cái lối giải trí của người Việt ạ. Xem bói này dùng các thẻ cũng bằng tre luôn đúng không? Tức là nó vẫn là một cái mạch câu chuyện về những cây tre của các bạn đấy. Vâng, đúng rồi ạ. Bây giờ mình sẽ vào mình xem bói thử nhá. Mình vẫn đang phải xếp hàng, vẫn chưa đến lượt được xem bói. Cái món này ở đây đắt khách quá, đắt hàng quá. Quẻ này là quẻ lôi thủy giải, có nghĩa là quẻ làm cho tam đi, nghĩa là nó là quẻ giải phóng ấy ạ. Có thể là trước đây là cũng chỉ đi. Chị em xin nghỉ xem bói. Chị là người không có tài làm tự do ấy. Chị là người kiểu không thích trói buộc, chị có nhu cầu về tình cảm. Em nói thế nhưng mà ý là kiểu chị cũng thích tự do, nhưng mà chị có người nhu cầu nhất định về tình cảm, nhưng mà chị không thích bị trói buộc ấy. Nhưng mà trong cái thời gian này có lẽ là chị chưa thể sự tình về tình yêu của chị đâu, nó bị khó ở chỗ này, nhưng mà cái này nó là làm tan đi, cho nên là có lẽ là một số cái nguy cơ của chị đều giải trừ đấy. Trong ví dụ là trong sự nghiệp của chị thì có thể chị là người mình nó bị một cái là chị hay tùy tiện ấy, chị hay kiểu chị bị người khác đả động, chị quá dễ nhận định về người ấy, kiểu chị ghét người đấy xong rồi chị sẽ thay đổi hoàn toàn thái độ ấy, thay đổi thái độ nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp về sau. Chị có một số mối quan hệ nó không thực sự là xấu đến mức đấy, kiểu khi chị dễ dàng chị nhận định chị ghét một người ngay lập tức, là có thể trước kia chị đối xử với đấy không đúng phát là kiểu chị rất là dễ bị ảnh hưởng ấy. Tức là chị kiểu đôi khi chị bị nhạy cảm một cách quá đáng hơn, kiểu ví dụ người đấy hành động đấy nó không thực sự đến với mức đấy, cho nên là nhiều khi cái chuyện tình cảm của chị cũng như là chuyện quan hệ với bạn bè xung quanh nó bị ảnh hưởng khá là nhiều ấy. Bây giờ đến lượt mình sẽ... Thành ơi, mừng tuổi, trước cho bạn em. À, mình đến tiền trước à? Từ từ xem có cầm tiền không đó. Đây, quên cầm ví. Được rồi, ok, 20.000, trả lại 30.000. À, xem nói 20.000, đừng nói khoảng 20 phút các bạn nhé. Ok. Lần đầu tiên mình xem cái kiểu sốt sức khỏe này đấy. Nó nằm trong quy trình sốt sức khỏe. Nhưng mà thầy bói định bao giờ thì không cần dùng đến giấy nữa. Cái này nó thuộc về ở bên này kia. Làm sao nó chọn chọn được này? Xong bây giờ mình sẽ làm cho nó rơi bộ này đúng không? Thầy phải sao lạnh đấy, thầy không được chọn như thế này. À, cái nó là cái gì đâu mà chọn? Không, nhưng mà chọn tay rơi ra. Cái chọn này thì không biết nó là cái nào vậy à? Thầy đang chọn khoe, Sao lại là chọn? À, tức là mình nhìn thấy cái nào nó sắp rơi thì mình cứ cố cố rồi cái đấy ra được không? Nhưng mà đôi khi nó không phải thực sự là khoe. Thế thì mình nhắm mắt lại cái sau 3 lần, nếu mà đến lần thứ 3 không ấy thì em trả lại tiền. À thế à? Thế rồi mình phải bảo bắt. Khó thế nhỉ? Chỉ có là xem khói nhưng mà. Thôi thầy cứ mở mắt ra đi. Sợ lại như là chọn que. Sóc thì bao giờ mở ra? Em nghĩ là kiểu nếu mà thầy sóc kiểu thế này thì nó sẽ ra nhanh hơn chẳng. À, ở đấy này có một cái sắp ra đấy. Có được xem bói bao giờ đâu. Căng thẳng đấy. Quẻ này là đây là quẻ sơn phong cổ, có nghĩa là dạo gần đây là thầy có một cái sự không yên trong lòng, thầy đang có một cái niềm vấn đề gì đấy. Thầy cũng là người khá là kiểu muốn thân thiện, xây dựng quan hệ thân thiện với mọi người, nhưng mà thầy hay kiểu thầy suy nghĩ nhiều về cái sự là mọi người ai sao sẽ chạy được mọi người xung quanh. Thầy sinh ngày bao nhiêu? Âm lịch ngày 29/1. Có phải là trong mục tiêu thầy luôn muốn là thầy là về đó, thầy luôn muốn có một cái mục tiêu nhất định của mình để chọn. Thầy không thích một ai đấy mà người kiểu mơ mộng quá hay là kiểu người sống không có mục tiêu gì để kiểu hay kiểu nó bị mơ mộng quá đúng không? Thầy cho nên là thầy luôn muốn có một cái mục tiêu. Tuy nhiên là thầy không phải là thực sự gặp quá là may, nghĩa là thầy xác định mục tiêu, thầy xác định rồi nhưng mà thầy không gặp may ở trong nhiều cái mục tiêu thì rất có thể sẽ có được sẽ bị kiểu có cố gắng nhưng mà không được vận may để có thể đạt được cái mục tiêu. Cho nên là đôi khi thầy hay bị kiểu ngờ vực trong lòng ấy, mọi người nhìn vào mọi người sẽ là thầy là một người rất là cố chấp, không nó gọi là kiên định ấy. Kiểu có đôi khi có một cái số suy nghĩ của thầy khó thay đổi ấy. Có một số suy nghĩ của thầy kiểu mọi người không thể kéo lại được ấy. Nó là một số cái nhận định rõ ràng trong con người của thầy, gọi là một số cái giới hạn. Thầy muốn là mọi người không bước qua giới hạn, không cố thay đổi, kể cả bạn bè mà nó kể sao thầy cũng không thay đổi. Nói chung là thầy là người bề ngoài của thầy có thể là có đôi lúc mình rất là dễ, mọi người nhìn vào có thể là có đôi lúc mình dễ nhưng sự thật là thầy không muốn thay đổi gì đấy. Kể thầy có lúc đấy thầy có bảo mình thầy là người biết giữ lời và coi trọng chính mình. Thầy không thích một ai đấy làm nhất là không có cái mục tiêu mà sống cách quá là người rồi. Hai là thầy không muốn nhìn thấy những người mà không có cố gắng như lại gặp may quá và người ta đi lên ấy. Thế là đôi lúc thầy cũng thấy có một số cái sự đầu vực nhất định trong lòng mà đôi khi cảm thấy là cái công tài năng để cố gắng không coi trọng bằng những người mà rõ ràng là cố gắng không bằng những cái năng lực cũng có thể không bằng nhưng mà cái vận may thì thế cho nên là đôi khi thầy hơi bị vô một số người trong lòng. Trong thời gian gần đây thì thầy sẽ hơi cạn nghĩ một chút về một số quan hệ của thầy không thực sự nào nhưng mà nó sẽ là một cái mà theo cái gì thầy là cái này có thể là cảm ơn thầy. Thẻ này là thẻ. Nhưng mà cho đây xem lại cái thẻ của thầy đó. Thẻ 18 ạ. Thẻ 18. Thẻ này tên là Sơn Phong Cổ. Sơn Phong Cổ. Tuyết bắt như thế này. Đây là thể hiện sự trước thầy Sơn Phong Cổ. Phong là gió, sơ là như kiểu là mới ban đầu à. Cổ, cổ là cổ rồi. Nếu mà dịch ra tiếng nó tên là bao quản. Nó là kiểu sự biến, sự không yên trong lòng. Sôi phong cổ là à? Cổ ấy ạ. Nó nằm ở âm thứ 3. Ok, là cái phần xem bói là cái phần kết thúc cái giới thiệu về cái không gian Tây Bắc Tây Nguyên của trại khối chuyên văn. Rất là thú vị và đang vui vẻ và nghe bói cái mình căng thẳng hẳn. Cảm ơn các bạn đã đến với khối chuyên văn nhá. Ok, cảm ơn em.